lo que hay allá. Đi rừng mà ăn thế này thì ngon quá rồi. Anh chua đấy nhở, đừng lên về Việt Nam nữa, ngại hồn ạ. Mình nói, ơi, người dân tộc là ăn vật lắm vợ. Ăn hôn trơn đồ ngon. Việt Nam có cái gì mà ăn mô. Nó là chán mà. Mẹ còn ăn cái bài chạo bằng. Lươi. Lươi là hơi lươi. Lươi thôi bằng nào, mới bằng phòng nó được khẩn. Mà nó có lươi thì khẩn mà dạ, nó có lươi dạ quá.